Cũng trong ngày 6 tháng 3, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã làm việc xuyên đêm để truy bắt đối tượng trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, sau khi thoát khỏi vòng vây của công an, đối tượng này đã huy động 9 người anh em cầm hung khí tìm ngược lại công an để trả thù. Ngay sau đó, nhóm này đã bị tóm gọn và danh tính của các đối tượng cũng đã được xác minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 6 tháng 3, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức truy bắt Nguyễn Khánh Phong, còn gọi là Phong Bụi, 20 tuổi, ngụ tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Khi bị truy bắt, Phong cùng với một thanh niên điều khiển xe máy tông thẳng vào lực lượng công an. Tiếp đó, Phong rút dao bầu, chống trả quyết liệt và chạy thoát. Phong Bụi chạy về phường Văn Hải huy động 9 thanh niên mang theo hung khí để tìm công an trả thù. Phát hiện nhóm thanh niên tại khu vực gần khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đưa cả nhóm về trụ sở làm việc, riêng Phong đã trốn thoát. Nhóm thanh niên bị tạm giữ gồm Đào Công Thông 17 tuổi, Phan Bảo Trọng 17 tuổi, Nguyễn Xuân Vương 16 tuổi, Đỗ Trung Hiếu 19 tuổi, Nguyễn Đức Tường Nguyên 17 tuổi, Nguyễn Thành Tín 16 tuổi, Nguyễn Văn Hào 19 tuổi, Nguyễn Thanh Phong 17 tuổi và Nguyễn Văn Hạnh 19 tuổi. Lực lượng công an còn thu giữ 12 cây mác, 6 dao tự chế, 2 gậy sắt. Bước đầu nhóm thanh thiếu niên trên khai thường tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang ở phường Văn Hải. Hiện Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục truy bắt Nguyễn Khánh Phong, đồng thời làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật chống người thi hành công vụ vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Hy vọng trong thời gian tới, cơ quan chức năng có các biện pháp quyết liệt nhằm răn đe và ngăn chặn các loại tội phạm manh động, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.